hit me. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Kiểm tra bảng Barcelona 36 sẵn sàng một trận đấu của chiều ngày hôm nay. Yeah. Mình vừa mới lên trường xong, dọn dẹp các thứ cho nó gọn gàng sạch sẽ. Đấy. Bữa nay là phòng trọ bên mình là lên giá rồi. Sau này các bạn đi học kiểu xa nhà như mình thì chắc chắn sẽ phải thuê phòng trọ. Còn không thì trường nào mà kiểu có ký túc xá thì phải ở ký túc xá. Mà thường thường là mình rất là ghét ký túc xá. Đông đúc, rồi nội quy quán là chặt. Giờ giới nghiêm của họ rất là kinh khủng luôn. Tự do sinh hoạt giờ giấc không có được thoải mái. Thứ hai là kiểu đông người ấy, mình muốn làm cái gì họ cũng để ý. Thôi, bạn nào kiểu có nhu cầu ở trọ, ở riêng thì tốt nhất hơn hết là cứ ở riêng cho nó khỏe. Ê madam, câu chuyện này sẽ để sau nhá, cay đấy. Biết không? Thấy tưởng không thấy thì còn đập cái được cái ván thì thấy là thôi rồi. Rung rung là biết tạo gương. Gương dơ rồi. Ai rảnh đứng đấy. Này mang tốc biến thì mình khá là sợ thôi. Còn đối với Madam kiểu không mang bổ trợ ngoài tốc biến, cứ tốc biến là mình sợ. Ui, kinh thế. Ui, bịt ngay mà. Nói có sai đâu. Trời, ghét ghê luôn á. Mà phải chi mà tôi mang 39 đi, tôi cai mà tôi ăn tốc biến tôi đỡ tức. Đẻ cái nhánh 6 đó, dí xong bắt đầu là dí tốc biến ra. Rồi tí nữa mấy đứa nhánh 9 lại đi cứu. Khó hiểu. Trời ơi. Đặt cái gương coi tức không. Gương mà xịn là quả đấy là mình chết ở trên cửa sổ rồi. Chơi nhân vật này các bạn phải để ý 500 nha. Đừng có xài phí quá. Cái thời gian kiểu 500 hồi cũng khá là lâu ấy, các bạn thấy không? Mình chạy nửa vòng trái đất rồi mà xài nãy giờ chết được 2-3 viên gì à? Chị thương. Bữa nay là Snow lên tiếng rồi. Bảo ôi ông mua được cái điện thoại thì lấy nick tôi mà chơi. Trời, thật sự luôn là mình rất là nể ông này luôn. Cái kiểu cầu mùa nào cũng mở ra cũng ra skin ấy. Ghen tị kinh khủng luôn á, nhất là mấy bạn chơi Android. Bữa nay là ông Snake, ông này hình như được mười mấy skin S thì phải. Trời ơi, cứ mở được skin nào bắt đầu là đăng lên tin nhắn các thứ khoe. Ủa chi? Cho người ta ghét hả? Trời ơi, cái nút report là sẵn sàng rồi. May là bạn bè thân, không là tôi ấn rồi. Chắc chắn là à coi được cái clip này kiểu gì cũng kiểu tức. Rồi, lại vác cái chanh đi. Vác tới vác lui, máy cuối rồi. Để mình đi cứu. Kể ra thì cái map này cũng khá là dễ chơi. Đó, nhưng mà phải để ý cái đường ray xe lửa. Mà có một bí mật không biết là các bạn biết hay chưa và mình cũng sẽ công bố ở đây luôn. Đó chính là cái con robot của Mechanic ấy. Nếu mà bị xe tông là mất luôn nha. Các bạn để ý. Rồi, cứu. Bạn nào muốn test thì cứ test thử xem. Ơi, nổ máy đi. Hôm qua thì bạn thợ máy này chơi với mình và vô tình á. À! Chết rồi. Ui tốc biến vậy. Ủa? Eo ơi nó còn gương kìa.
Eo ơi, nhìn gương dơ vậy mà khó hiểu. Ôi, mình chết rồi. Hunter mắt đỏ là lúc lật kèo, còn không mắt đỏ thì thấy nó bình thường. Ủa ai á? Coi chừng mấy má ơi. Ê chủ tế cứu tớ với, thấy đi kìa. Ủa sao không cứu đi, tự nhiên đặt cái vòng xong đi ngược lại là sao? Ủa chủ tế, trời không hiểu luôn thiệt, mình cứ tưởng đặt cái vòng sang đi cứu mình, xong cuối cùng đặt xong đi ngược lại. Bên kia vui như chảy hội. Ơ rồi, họa sĩ Oh Snow đấy, trời, cứu muộn quá thiệt sự luôn. Nhờ sao mà cứu này trời. Các bạn chơi nhân vật này các bạn phải để ý mấy cái tủ với lại cái máy nha. Bởi vì hai cái thứ này sẽ giúp các bạn tăng tốc chạy và hồi thì cũng khoảng là 75 giây thì sao ấy. Ơi cứu 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 được này, cứu được họa sĩ. Cho nên khi cai các bạn để ý mấy cái máy với cái tủ chạy lại gần nha. Đó là hai cái lưu ý. Rồi xong họa sĩ thoát xong, giờ đến lượt chủ tế ngồi. Rồi sao cứu? Để hưu coi. Thôi mình thấy không ổn. Thôi thoát nha, thoát nha. Đi vô đi cha nội. Tốc biến đó. Ok các bạn đừng chuyển kênh nha. Mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho tất cả anh em cùng xem. Công nhận rất là háo hức luôn. Chuẩn bị là được mở cầu nữa rồi. Cái thời gian này tự nhiên COA nó kiểu cầu quá trời luôn, 20 mấy cầu. Các bạn có thể tích, nhiều bạn tích được khoảng 4 mấy, nhưng mà đối với mình thì 2 mấy là quá quá nhiều rồi. Tại vì mình chơi kiểu lung tung, người kiểu di cư bất hợp pháp, thích ai. Ui ui skin chị 7, có bạn cho mình mượn là mình cũng chưa chơi nữa. Thôi chị ơi. Ôi, ui cái vòi đẹp thế. Đảo chiều hút là. Giờ bể ngực. Ôi cái vòi đẹp nhỏ, nhìn nó cứ giống y như là. Ui. Trời ơi nó dừa. Nhìn nó kiểu giống đuôi con ngựa vằn ấy, nhưng mà thay vì là màu đen màu trắng thì ra màu tím với lại màu màu xanh. Ôi. Vòi dơ. Màu tí màu đen, màu xanh hay màu đen. Thì nhiều khi bị mù màu. Ủa mất dấu vậy? Đuổi ai à? Có bạn cho mình mượn rồi, mà kiểu mấy bữa nay mình cũng khá là bận bịu để tìm thông tin của điện thoại mình mua ấy, nên là mình cũng chưa chơi. Để tranh thủ ngày mai đi, ngày mai mình sẽ cố gắng mình chơi. Trời ơi, chơi mà chơi đặt vào chặng đường vậy. Hay quá nhở. Có cái tủ ngay bức tường, mình được tăng tốc chạy. Eo ơi. Mà công nhận là cái vòi nhìn giống, cũng khá là giống cái đuôi của con rắn. Ê, con nhỏ này nó chơi mực dơ quá à. Trời ơi. Đặt vòi. Sợ. Ui, tốc biến. Ui. Tốc biến dơ. Đuổi nữa không vậy? Vẫn đuổi. Vẫn còn đuổi. Nó cay. Mà vòi nhiều quá. Ủa có đuổi không? Không đuổi nữa rồi, không đuổi nữa rồi. Mừng quá, nó đuổi mỹ nhân rồi. Hay quá. Quá đã. Cái vậy là ok rồi. Đẹp rồi, đẹp rồi. À, mình đi kiếm team. Team sửa cho mình với. À chị Thương, nhầm.
Ôi, công nhận là cái bộ trang phục với cái skin này. Ủa, trang phục với skin là một mà, mình nhầm mất. Đẹp, công nhận đẹp. Cái vòi khá là ấn tượng. Rồi. Mình toàn được chị Thỏ Ngọc độ thôi. Ok, có cả ông Snow đây. Nhân vật Norton này thì mình thấy có cái emote rất là dễ thương, đó chính là gây hấn, kiểu chỉ tay ra xong hôn ở má. Cute, công nhận cute thật sự. Tương lai Tết thì mình thấy thông tin là bán skin của Ruby Skinhead, một bộ gọi là cả trang phục lẫn cả phụ kiện. Ủa, hồi nãy mình đang nói cái gì mà mình lẫn, kiểu lẫn lộn ấy, già rồi ấy. Mình thấy cá nhân là nhân vật này cũng khá là khó chịu trong việc có mấy cái đốm lửa xung quanh này, xong rồi dây hentai nó cứ bâu vào người làm chậm trong vòng 3 giây. Mệt. Úi dở, cái Old Snow ông ra ông nhìn tranh nhìn vẽ cái gì. Ôi nổ máy thôi. Trận đấu có robot trái cây công nhận là sướng, nhưng mà đây không phải robot trái cây, mà đây là phiên bản chị Thỏ Ngọc. Tổng đài 1900100 có gì đó. Từng hút máu của mình rất là nhiều tiền, và nhiều bạn cũng đã bị dính rồi. Ngày sau này rút kinh nghiệm. Ngày xưa còn có những cái trò gọi là tải game bằng tin nhắn mất 15.000. Mà các bạn biết rồi, 15.000 ngày xưa to lắm, chẳng phải như bây giờ đâu. Bây giờ thở phát có 15.000 xài, mà ngày xưa tải cái game mà rớt cả con mắt. Úi giời ơi. Ui lắm vòi, kinh khủng luôn. Nhìn, các bạn nhìn cái vòi này đẹp nhờ. Mà ngày xưa là game kiểu game xài Java, chứ không phải bây giờ là APK rồi lung ta lung tung đâu. Nắm trò vui lắm. Hay quá nhở. Bùa chú ngũ thế. Rồi, nam châm này. Nhìn tranh đi. Nhìn xong chưa? Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Chị bảy bể phổi. Ủa, mỹ nhân ra sân si. Ôi lại đuổi mình rồi. Mắt đỏ vẫn còn à. Đã ghé. Đi qua cái tủ á, tăng tốc chạy quá đã luôn. Ok, thôi kiếm đường lui thôi. Ui sao lắm vòi đây thế. Quá nhiều vòi. Thật sự chạy sao được. Áo chặn đầu. Thật sự là mình gặp rất là nhiều bạch tuộc rồi, nhưng mà mình không có cai được cái vòi. Nó đập luôn à. Trời ơi. Ui thốn vậy. Thôi thôi thoát 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 thoát. Nhanh nhanh. Nhanh nhanh kết thúc clip. Nhanh nhanh. Trời ơi, dịch chuyển mới đau chứ. Nhà đến nơi đến chỗ rồi, thế mà còn bị cái dịch chuyển. Ok giờ đầy máu là tự tin lắm. Thiệt sự. Ồ nó phá robot trái cây rồi. Phải không? Thấy lâu tì kiếm. Ví dụ ra đây nhìn cái tranh đi này, không phí này ông Snow ơi. Cẩn thận cái vòi. Rồi một người đến lượt mình. Vô đây. Ôi giời ơi. Thốn. Vô thôi vô thôi. Coi chừng. Một cay. Ô bạn này chơi Manti luôn. Phải đùa đâu nha. Trời ơi, thanh niên nhây, không chịu vô. Rồi, xong. Rồi, xong quả báo.
Mình không hiểu nhảy cổng để làm cái gì luôn. Rồi xong giờ chạy kiểu gì? Thiệt, nhìn thấy mà tức thiệt. Công nhận. Thấy mà tức giùm luôn á. Giờ sao? Giờ muốn chạy kiểu gì đây? Không hiểu luôn. Thật sự là những cái lúc này mà ngồi nhìn đồng đội nhảy cổng xong bị gục á, cảm giác đã lắm mọi người. Các bạn coi đi. Bưng chén cơm lên, cầm ly Sting lên. Đó. Ai có tô bún riêu thì cầm thêm tô bún riêu. À được. Hay. Rồi sao thoát. Úi giời ơi. Ôi thôi xong. Biết ngay mà. Ui cho dừa. Cô nút thiệt sự luôn á. Đáng.